Chiều chọc mời bà con nhá. Đúng tầm chín ngon này, chín cực kỳ luôn đấy bà con ạ. Táo đỏ, táo đỏ. Chúng tôi lướng cái quả tim này cũng một tiếng đồng hồ đấy. Khói hương nghi ngút. Đâu. Nóng đi. Này Nguyễn tốn tiền ngày xưa mà ông vớ được cái món này ông diễn. Em muốn lấy cái này ra. Em lấy cả một trái tim ra luôn. Nửa trái tim nhỉ, cái này nửa thôi. Đúng không? Nửa phần trăm. Trời ơi. Nóng rồi, ngon. Cắn luôn, đập luôn, đập luôn. Đập. Đập, đập, sao nóng lắm. Đập được hết. Nóng đấy, nóng đấy. Không để anh đập. Anh em Trường Trọc xin chào bà con. Chúc bà con một ngày mới thật vui vẻ. Hôm nay anh em Trường Trọc làm slip tim lợn nấu lòi dừa. Mời bà con đi theo anh em chúng tôi nhé. Chúng tôi bổ cái quả dừa này. Cẩn thận em lên. Tôi cậy cái nắp này ra, tôi đổ nước ra. Bây giờ anh em tôi nhét quả tim này vào đây. Nhưng quả tim này to quá, tôi phải bổ cái quả tim ra. Tôi nhét quả tim vào trong cái này. Ui da. Ui da. Ui da chặt khít khít. Bây giờ hồi quả này thì quả tim to quá, tôi chỉ làm một nửa quả tim thôi. Cho cái này vào đây. Tôi cho ít hành khô vào. Bây giờ tôi nhét hết cả vào. Quay quả tim vào đây. Ôi trời ơi. Tim cạc thì to ơi là to. Ôi trời ơi. Ôm cụn. Đấy, ba quả này tôi cho lên, chúng tôi cho lên nướng, giá giảm tôi cho vào. Đây là hạt sen bà con ạ. Tôi thì thích cái món hạt sen này. Tôi cứ làm gì tôi cho hạt sen vào vì tôi có tuổi rồi. Hạt sen là cho vào ăn cho nó dễ ngủ. Cứ mỗi lần làm clip này ăn vào là ngủ như trâu. Tôi cho mấy hạt, mấy quả táo đỏ này vào. Mỗi một đấy này tôi cho 3 quả. Đấy. Kiểu như kê đơn bốc thuốc. Quả này hơi rộng cho 4 quả. Tôi cho một tí gia vị vào. Tôi thêm một xíu nước mắm. À, nước mắm đây nè. Ở đây rồi. Tôi đập thêm ít hành khô nữa. Mỗi một đấy tôi cho một ít hành khô vào đây. Xong là tôi đổ nước dừa vào đây.
Dạ đây, sao đây sớm thế? Quậy xui lò ngâm xuống tưởng sôi chứ đun đâu ra sôi. Đấy, bây giờ tôi bắc lên bếp tôi nướng. Sau khi chúng tôi đã bọc giấy bạc vào những quả dừa này, bây giờ anh em chúng tôi cho lên bếp để nướng. Mời bà con. Sau khi chúng tôi đã nướng một thơi một hồi rồi, giờ chúng tôi đã cảm thấy nó chín, bây giờ chúng tôi cho ra mâm. Lấy tay bốc vào không được, nó lóng vãi ra thì cái này còn ấy. Mời bà con theo chúng tôi ra để ăn. Anh em chúng tôi đã nướng 3 quả dừa tim này rồi. Giờ chúng tôi cho lên mâm này, mời bà con thưởng thức nhá. Bóc hộ em luôn, nhanh tay vào. Ôi bóc đi. Em gõ cho nhà kia bóc này. Gõ cái gì? Ôi trời ơi. Ngon rồi. Woo. Tí nước khoai tây đường này đây. Chứng giám. Đây anh cho mày quả này luôn. Rồi rồi, cảm ơn. Ôi đè vào cái quả em thế nhỉ. Ừ, đang bới bới nó ra cái nào. Vội thế. Đấy, có nóng không? Không, anh nhìn ra anh là nó là da trâu rồi. Không cần đâu. Ôi, cho nó đẳng quá. Khơi khơi nó lên tí. Úi giời ơi, trùng tiền tôi rồi. Úi giời ơi. Ôi, cái làng trình này. Giật đời mày khổ cái thế này. Ăn cái này khổ quá nữa. Tìm được rồi. Khổ lắm đấy. Ôi, tìm được rồi. Mọi mọi tìm, mọi tìm. Mọi tìm. Ôi, chúng em mời bà con. Ôi. Chúng cháu mời các cụ nhá. Ôi. À. Ừ, ngu, cho cái đũa thìa và ăn cho cái ấy vào. Cứ để ăn dần, bình tĩnh nhá. Cái gì thôi? Cái không? Làm sao ăn trước không? À, rơi cái ấy mà. Kệ nó. Để ăn trước cho. Xem là có cắt cái quả này đây mà ông ăn của ông đi. Ôi trời ơi. Cái này thì làm tí nước chấm. Thôi xin phép các bác em ăn trước nhá. Chú đằng nào phần hai người ăn nhá. Cái đớp trước thì thử xem ngon. Ui ngọc quá. Cả một quả dừa tự nhiên nó lại có trái tim ở trong này nhỉ. Thôi chiều chọc mời bà con nhá. Đúng tầm chín ngon là chín cực kỳ luôn đấy bà con ạ. Táo đỏ. Chúng tôi nướng cái quả tim này cũng một tiếng đồng hồ đấy. Khói hương nghi ngút. Cháu. Nóng lên. Này Nguyễn Tống Tiền ngày xưa mà ông vớ được cái món này ông diễn rồi. Ăn tim có bổ tim không anh? Ăn tim đảm bảo trọng tĩ luôn. Thôi ơi bà con ạ, ngon lắm. Ăn nó thơm các loại dưỡng tâm này. Ăn món này thì những ai mà thần kinh yếu mà ăn món này vào thì sẽ rất là an tâm. Cái gì yếu? Thần kinh. À, nghe nói cho rõ mà. Tinh thần này, những ai mệt mỏi ấy. Mệt mỏi về đâu rồi, cắt nó ra chén. Ôi giời, bỏ hết cả mồm. Trân trọng mời bà con nhá. Ngon lắm. Bà con ạ. Em mãi mà chưa lấy được rồi này. Kéo vào các bếp ra.
Cắt à, cắt à. Cắt thì cắt. Ôi ôi, bà con ạ, lúc để nhét nó vào thì dễ mà bây giờ lôi ra thì nó khó. Là khó khăn thế chứ này. Đút là ăn nhét. Đến mồm này mà còn thế nhét đút thì còn nó khác nhau không? Khác. À khác. Ừ thì đút hay nhét? Bây giờ nói lại là chuẩn một câu, đút hay nhét? Đút. Giống nhau. Đút gì từ đi đút vào thì dễ mà giờ rút ra thì khó. Miếng ăn đến mồm này mà vẫn còn khó như thế này để không phải đơn giản đâu. Dạ. Quả táo đỏ nhũn như luôn. Ui. Đây. Táo ngồi hồi vừa thổi vừa ăn nhá. Bà nha không ăn là bỏng mồm mà chết đấy. Bỏ mà thằng này nó tham ăn. Kéo rụng răng vì quả táo đỏ này đấy. Úi rồi đấy. Vào ăn luôn mình. Vào bán luôn. Vào bán luôn. Ngon. Ông bạn là sao tác nghiệp kém thế. Các bạn thưa ăn đi. Nó muốn là cắt con nó đôi cả quả ra không? Nó định đâm vào hết quả tim luôn đấy. Ta một tấm cũng cũng bảo rồi. Một cái miếng táo đỏ sao nóng dã man nhỉ? Em muốn lấy cái này ra. Em lấy cả một trái tim ra luôn. Nửa trái tim nhỉ? Cái này nửa thôi. Đúng không? Nửa phần trăng. Trời ơi. Nóng rồi, ngon. Cắn luôn, đập luôn, đập luôn. Đập. Đập, đập sao nóng lắm. Đập được hết. Nóng lấy, nóng lấy. Không để anh đập. Không, nó cho tên mà cuốn dĩ là nó cũng khô đấy. Nhưng mà mình hầm kiểu này nó đỡ khô đi. Ngon. Ăn vẫn còn ngon. Bà con ạ, tim này thì bọn anh em chúng tôi làm là gồm có thành phần táo đỏ này, hạt sen này, những gia giảm gọi là muối mắm này. Nhưng mà chính bọn tôi không cho, mà ăn vẫn ngọt kinh khủng luôn. Thiếu một cái món quan trọng nhất, chẳng thể nói gì, nước dừa. Thì mình hấp trong quả dừa thì, mình lướng trong quả dừa thì nó phải có nước dừa chứ. Chẳng lẽ mình cho nước nã vào à? Lại nướng rồi người ta đun nồi dừa. À đun nồi dừa. Wow. Làm cái nồi. Biến quả dừa thành cái nồi. Biến quả dừa thành cái lồi. lại lồi rồi. Đừng nói nhầm, ngọng là vỡ lợ đấy. Tại chú cứ nói thế làm anh lại phải nói. Anh đã tiết kiệm lời mà chú không cho tiết kiệm. Bố đã ăn với tôi chưa? Chào bà con, hôm nay được anh Triệu Trọng anh mời vào đây thẩm cái món mới của các anh, công nhận cũng ngon. Ăn có giá trị. Quá ngon ý. Mình mời bà con nhé. Cho cái thìa để rửa cái nước. Nước. Ăn ngang cái món kiểu mình làm cả nguyên cái nó đã hơn. Cắn cái miếng thịt nào nó sướng miếng thịt đấy. Nó không như kiểu là mình thái là mình xào ấy. Chịu. Ăn này. Thái ra xào. Cái này mà các ông ăn suốt được thì tôi chịu cơm. Bổ thế này thì tối sao về nhà ngủ được. Không, ăn này dễ ngủ nhỉ. Mà thần kinh là nó cũng... Ý nó là ý nó khác, không phải là mình làm cái này thì ăn rất dễ ngủ à, rồi. Nhiều năng con... lượng như thế. Ừ. Cái hạt sen hạt sen với cả táo đỏ này mà cho linh như thế này rồi á. Chỉ sợ nó ngon quá rồi rồi. Cái hạt sen này nó gây ra dễ buồn ngủ không? Dễ ngủ không? Bỏ kéo lên. Uống ra. Gặp cá rồi để tôi cắn cái cuống kinh cái xem nào. Ui xa. Cái này một quả đấy. Ui xa. Hỗn tí bác nhá. Nào. Cái này hỗn giật. Bế cả bát lưng mắm chấm mất. Thôi được rồi anh đây thôi. Rau. Cái này anh còn miếng này này. Ôi mùi dừa. Ôi. Bây giờ thì rau cho vào đây để trộn. Thôi, anh đổ lốt cái nước này ra, anh đập luôn quả dừa. Úi giời ơi. Ăn bát nấu nồi dừa thì ăn nồi dừa đi. Nó nóng lắm. Phải bông. Không có cái gì nữa. Đấy, bà con ạ. Không thấy gì. Anh em chúng tôi ăn không ăn mỗi cái nồi dừa. Tôi để đây.
Vâng, anh em trân trọng mời bà con nhé. Lại mời bà con à? Mình vừa phải ăn vừa mời bà con, có lẽ bà bọn này ăn không để ý bà con. Ăn tham như gì? Hít gãy răng. Táo. Quả quá. Lại chấn phát. Thu hết chưa? Còn nhiều. Vợ anh lấy cơ hội anh tấm nốt cho xong. Cho vào đây vay một lúc. Ngâm. Bà con ạ, ngon ơi là ngon. Bà con nhìn thấy có thì mình tin được đồng rồi. Một phát thì rơi. Thôi được rồi, anh nhường chú, anh hút nước. Đó, giả mà khóc. Khóc cái gì? Rồi anh nhường lớn thì anh nhường bé, cái gì đâu mà mày khóc. Đấy, các cụ à, làm anh khó lắm, đâu phải chuyện vừa. Ngon quá, ngon. Quả đi. Cái đấy quả dừa nó nướng này. Này. Đâu. Rồi, để tôi lấy thìa rồi xúc. Ê à, tận dụng hết. Vét cái củ dừa, em vét củ dừa ngon lắm. Đấy, nó sạch rồi, của anh đâu à? Dừa. Ăn cả vỏ này à? Đây, anh để đây. Không, anh thì ăn uống uống được nước dừa nhưng mà cái cùi dừa này anh lại không ăn được. Cảm ơn anh. Anh ăn cái cùi dừa thì toàn bị cái mùi như kiểu mùi sạc phòng ấy. Thế mới buồn cười ấy. Ăn uống nước dừa thì thoải mái. Cảm thật đấy. Cảm ơn quá. Ngon quá. Cùi dừa hả? Cùi dừa ngon kinh mà khủng luôn. Được. Đã thế. Nóng quá. Sau khi anh em chúng tôi cũng làm một tôi một hồi, bây giờ anh em tôi cũng ăn một tôi một hồi. Bây giờ anh em chúng tôi xin chào bà con. Hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo độc và lạ nhất. Hẹn gặp lại bà con. Xin chào bà con.